Chào bác nhá, hôm nay cửa hàng Ba Trang có một cái lô máy bơm nước này, xịt thuốc nhá. Máy sới mini Nhật bãi rất đẹp các bác nhá. Đấy, vừa dọn lên được đâu đó 1 2 3 4 5 6 con. Đây thì em có 3 con bơm mini hàng sách tay, hàng Nhật bãi nhá. Rất thích hợp cho bác là tưới ao, ruộng, vườn các kiểu này. Đấy. Hoa màu rất tiện lợi nhá, sách đi sách lại, trọng lượng máy rất là nhẹ nhàng. Đây thì có 2 con xịt thuốc sâu nhá. Cực kỳ VIP luôn, cực kỳ VIP luôn nhá. Và đây thì có con máy sới cào cào mini Honda X35 luôn các bác nhá, cực kỳ là hot luôn. Rồi, bác nào xem clip thì vui lòng cho em xin nút like các bác nhé, đăng ký kênh và cho thông báo số điện thoại cửa hàng là 0976123370. Có bán hàng ship hàng toàn quốc cho các bác nhá. Em xin phép giới thiệu chi tiết luôn về cái lô máy ngày hôm nay. Thì về cái sản phẩm hàng bơm nước mini này này, nó là đều là trọng lượng của nó 5kg nhé. Các bác mang vác đi ở những cái vùng không có điện thì rất thuận tiện luôn các bác nhé. Thì con số 1 đầu tiên thì em có con bơm đến từ thương hiệu của Robin này. Con này là bơm Robin 4 thì nhé, 4 thì, máy thì vận hành ngon lành cành đào luôn. Hàng này phải nói là xài cực kỳ bền một loại xăng. Về cái thông số kỹ thuật của bơm, nó xài động cơ là ECO 25, động cơ 26C34 ly, 26cc 34 ly nhá. Và cái buồng bơm của nó nhá, bơm con này là bơm họng ra họng vào là 34 này, lưu lượng nước của nó là 110 lít trên phút, cột áp là 35m các bác nhá. Như con này thì em báo giá công khai cho bác là 1.200.000 là bao phí ship cho anh em nhá, 1.200.000 bao phí ship nhá. Rồi tiếp theo thì con số 2 thì em có con máy đến từ thương hiệu của Robin. Con này là Robin 2 thì, động cơ là 26C34 ly. Máy móc con này thì đẹp đến 95% hàng thiếu thùng các bác nhé, quá xuất sắc luôn. Tem mác đầy đủ này. Về thông số kỹ thuật của bơm của nó là lưu lượng nước của nó là 110 lít trên phút, cột áp của nó là 35m nhé. Bơm cột xin, máy rất đẹp luôn các bác này. Toàn bộ máy móc thì bên em đã dọn nổ ok, ngon lành cành đào hết nhá. Đây dây giật còn trắng tươi này, như mới như chưa xài luôn. Con này thì phải hàng thiếu thùng luôn nhá. Hàng các bác nào muốn mua hàng tuyển, hàng lựa, hàng siêu đẹp, siêu VIP thì các bác có thể tham khảo con này. Con này giá của nó 1.500.000, bao phí ship, trọng lượng bơm là 5kg các bác nhá, 5kg. Số 2. Rồi tiếp theo đến con số 3. Số 3 ngày hôm nay thì em có con máy bơm bơm của Mazujangma. Con này thì phải nói là cực kỳ đẹp luôn các bác nhá, rất đẹp luôn, tem mạc này đấy. Thương hiệu Mazujangma là thương hiệu quá nổi tiếng rồi. Đấy, toàn bộ máy móc của nó đều đồng bộ hết nhá. Như bơm động cơ Mazu thì sẽ theo cái bơm Mazu các bác nhá, theo cái bơm Mazu rất đẹp luôn các bác này, rất đẹp luôn. Về thông số kỹ thuật của bơm, con này 115 lít trên phút luôn nhá. Cột áp của nó là 36m này, họng ra họng vào 34. Đấy. Động cơ là 26C34 ly, động cơ của Mazujangma chạy siêu bền và siêu tiết kiệm nhiên liệu nhá. Máy móc thì cực kỳ đẹp, chụp giật trợ lực này. Như con này giá của nó là đi 1.700.000 là bao phí ship cho anh em nhá. Đấy. Anh em mà thích xài hàng siêu bền, siêu loại xăng, siêu VIP thì các bác có thể tham khảo này. Con này phải nói là cực kỳ đẹp rồi, miễn chê rồi, mới như chưa xài luôn anh em nhá, mới như chưa xài. Rồi, con này thì giá 1.700.000 nhá. Tiếp theo thì em có hai cái bộ xịt thuốc nhé, hai bộ xịt thuốc, một con là xịt rời, một con là xịt bình nhé các bác nhé. Thì đầu tiên con số 4 này đi, cái bộ xịt thuốc là Robin này. Bộ này thì trang bị cái động cơ của nó Robin 4 thì. Robin 4 thì nhá, con này là 26cc 34 ly động cơ 4 thì, xăng riêng nhớt riêng, cực kỳ dễ dàng sử dụng nhá. Máy móc này còn rất đẹp luôn nhá, liền lạc. Đây, ốc áng 7 màu hết nhá, zin nguyên bản từ A đến Z cho các bác, không viền nhôm này. Đó. Con này thì đi theo cái bộ dây của nó nhá. Bộ dây này là bộ dây dài đâu đó là em áng chừng rơi tầm 50m nha các bác nhá. Rơi tầm 50m. Dây này là dây 8 ly. Đấy. Rất đẹp luôn này các bác này. Đấy. Con này thì 50m. Thì với những cái bộ bơm này rất tiện lợi luôn. Các bác để trực tiếp cái bùa chậu nước ở đây, hay là cái xô nước, xô thuốc. Đấy, các bác kéo đi, kéo dây này. Đấy, di chuyển nhá, 50m. Kéo trong những cái bộ nhà kính hay là xịt ruộng, xịt trang trại hoa màu thì rất là thuận tiện nhá. Đấy, động cơ là động cơ của Robin, chạy cực kỳ lợi xăng, xăng riêng nhớt riêng các bác nhá, xăng riêng nhớt riêng nhá. Đấy. Như bộ này thì giá của nó này, là em báo giá công khai của nó nhá, là đi
Về nó thì nó về nó thiếu mất cái súng, các bác về các bác bổ sung vào sau nhé. Súng thì bán rất là nhiều trên thị trường, những cửa hàng điện nước, cửa hàng thuốc trừ sâu đều có súng nhá, lắp vừa hết cái chân này nhá. Đấy, giá con này thì em sẽ báo cho các bác là bán các bác là 3.500.000 là bao phí ship nhá, 3.500.000 là bao phí ship cho các bác nhá. Máy móc ốc áng 7 màu này cực kỳ đẹp nhá, máy móc thì đã dọn lề dọn nổ là ngon lành nghiêm chỉnh cho các bác rồi. 3.500.000 bao phí ship một cái bộ xịt thuốc đến từ thương hiệu của Robin. À, Robin đấy, bơm tì rất đẹp. Rồi ok, con này giá của nó 3.500.000 này bao phí ship nhá. Tiếp theo thì em có con bơm, con bộ bơm đẩy thùng là đến từ thương hiệu của Cosin nhá. Con này là bơm Cosin động cơ Robin này. Đấy, máy móc này các bác này rất đẹp nhá, để ngoài đường quốc lộ này nó vừa để đi thôi rất là bụi này, đường quốc lộ này sẽ hơi bụi bẩn nhá. Về cái thông số kỹ thuật con bơm đẩy tay này này thì nó sẽ trang bị cái bình nhá, bình của nó này. Bình còn rất nét luôn các bác nhá, bình của nó là 25 lít, động cơ của Robin, bơm là bơm 2 thi, xăng pha nhớt các bác nhá. Về cuộn dây này sẽ dài tầm 20 mét thì các bác nhá. Rất đẹp luôn này, cực kỳ xuất sắc nhá. Cực kỳ xuất sắc luôn. Đấy. Con này thì các bác đẩy đi, đẩy ra đẩy vào sử dụng trong những cái nhà kính hay là các bác sử dụng trong ở cái những cái trang trại các bác thì rất là thuận tiện nhá. Con này về không có súng nhá. Súng thì các bác mua ngoài thị trường đâu đó hơn 100.000 thôi. Nhưng con này thì em báo giá công khai của nó là đi 3.800.000, 3.800.000 bao phí ship nhá. Máy móc thì cực kỳ đẹp luôn. Đấy, dọn nổ ngon lành cành đào hết cho các bác luôn. Đây này, động cơ nó các bác này, dây giật trắng tươi này. Máy đẹp luôn nhá. Đó, máy móc thì bên em đã làm nổ ok rồi. Đấy, tem mạc này vẫn còn nguyên này. Như con này thì giá của nó là đi 3.800.000 bao phí ship, máy như chưa xài luôn. Con này thì phải nói là cực kỳ đẹp rồi. Bình biếc này, bánh biếc này, quá đẹp luôn nhá. Khỏi chê luôn. Cả bộ này là 3.800.000 bao phí ship dây này, mới như chưa xài luôn nhá. Con này phải nói là đẹp đến 95% luôn, đẹp 95%. Rồi tiếp theo con cuối cùng. Cuối cùng ngày hôm nay thì em có con sới mini cào cào cho các bác nào làm vườn hoa màu, làm trong những khu nhà kính. Các bác muốn mua con sới mà phải nói đầu tiên là nó rất là nhẹ nhàng, thứ hai rất là dễ dàng vận hành thì các bác tham khảo con này nhé. Con này là sới cào cào mini. Sới cào cào mini là Honda GX 35 nhé. Nói đến thương hiệu Honda thì các bác đều biết rồi, nó là thương hiệu động cơ 4 thì là số 1 của thế giới nhé. Rất là VIP luôn. Con này thì máy quá đẹp luôn này. Máy như là hàng sưu tầm, như là hàng trưng bày luôn các bác nhé. Như là hàng sưu tầm, như là hàng trưng bày. Về cái trọng lượng của toàn bộ con máy này sẽ rơi đâu đó tầm 12-13kg thôi. Rất là nhẹ nhàng, đặc biệt thì rất thuận tiện khi bác di chuyển. Các bác chỉ cần vặn thế này, các bác gập cái tay này xuống, rồi các bác để lên xe máy các bác ấy thôi. Máy móc này như là hàng sưu tầm, như mới như chưa xài các bác nhìn này. Đấy. Cái đường kính bánh của nó nhá, hai bên này là đi tầm rơi đâu đó tầm 50 các bác nhá. Quá đẹp luôn. Con này phải nói là cực kỳ VIP. Với cái động cơ này thì các bác có tháo ra nhá. Mùa các bác không dùng sới, các bác tháo ra, các bác gắn vào cái cần tum lớn mà mình xài máy cắt cỏ thì cực kỳ ok luôn. Động cơ này là động cơ Honda GX 35 các bác nhá. Đây. Mọi thông số ATM mark, những cái hướng dẫn sử dụng nó đều ghi ở đây các bác nhá. Rất đẹp luôn này, còn nguyên này, như chưa xài luôn. Con này phải nói là hàng như hàng thùng luôn nhá. Đẹp đến 95-97% luôn. Hàng super VIP, hàng siêu tầm luôn cho các bác. Quá nét luôn các bác nhá. Máy móc thì bên em bao cho các bác là vận hành ngon lành cảnh đạo hết rồi. Rồi, như con này thì em báo giá công khai của nó nhá, là đi 4 triệu. Con này là 4 triệu đồng nhá, là bao phí ship nhá. Một con sới cào cào mini siêu VIP luôn cho các bác nhá. Rồi ok, thì em cũng xin phép là kết thúc cái clip tại đây. Anh em nào quan tâm sản phẩm thì mình liên hệ trực tiếp là qua số điện thoại cửa hàng 0976 2330. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Xin chào và tạm biệt tất cả mọi người.